Mình sẽ giới thiệu các bạn về sản phẩm DA53 đến từ thương hiệu Decovac. Đây là hàng mới như siêu. Ngoài mình sẽ bóc hộp để demo cho các bạn xem bên trong có những gì. Xem bên trong nhà phát hành tại đây cái gì, một khăn, một khay nước, hai tờ vem, bây giờ còn hai bộ nữa, một bộ tờ vem nữa. Đây là một kẹo nữa được tặng kèm theo. Một tấm lọc, một bình dung dịch vệ sinh. Đây là sản chúng ta đã đóng gói rất kỹ càng trong này. Các bạn những hàng sẽ y hệt như đây. Bên trong được kèm theo là một dép tinh 475 ml, lọc ở đây để có thể vệ sinh. Khay nước này khoảng 80 ml để chúng ta có thể đổ dung dịch vệ sinh ở đây. Chúng ta có thể đổ dung dịch nước và vệ sinh vào đây để lau nhà. Và video đến đây là hết. À, bên trong đây hôm nay mình đã giới thiệu với các bạn về những kẹo được tặng theo và sản phẩm DA35. Các bạn chờ để đón video về các công dụng và tính năng ở trên sản phẩm này.